Kính chào quý khán giả! Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, thời tiết chủ đạo là ít mưa, mây mỏng và có nắng xuất hiện nhiều trong ngày, kéo theo nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ tăng nhanh lên ngưỡng từ 26 cho đến 29 độ. Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ mây xuất hiện nhiều hơn và ở một vài nơi có mưa. Do đó, nhiệt độ trưa chiều mai tại đây thấp hơn, dao động ở ngưỡng từ 24 cho đến 27 độ. Khối không khí lạnh khô dồn sâu xuống phía Nam nên cũng làm giảm mưa nhanh trên khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm nay. Mưa chỉ còn xảy ra một vài nơi tại khu vực Hà Tĩnh. Ban ngày, đôi nơi trời hửng nắng kéo theo nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng từ 25 cho đến 27 độ. Hoạt động của đới gió Đông Bắc mạnh kết hợp với địa hình đón gió trên khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục gây mưa cho khu vực này trong đêm nay và sáng mai, có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ trưa chiều mai tại đây chỉ dao động ở ngưỡng từ 23 cho đến 26 độ. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, mưa dông vẫn duy trì trên diện rộng, cục bộ ở một vài nơi có thể có mưa rất to, tập trung tại miền Đông Nam Bộ. Trong mưa dông cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, gây biển động. Còn tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, trời không mưa và có nắng nhiều trong ngày, tầm nhìn xa thoáng 20 km, gió nhẹ, biển êm. Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.